các thế nhà có sơn thủy tốt. Từ xa xưa, người ta đã quan điểm rằng khu đất nào có núi bao bọc, có nước uốn khúc xung quanh thì tất sẽ có sinh khí tốt lành. Hay để dễ liên tưởng hơn, các cụ ta thường coi một ngôi nhà có phong thủy tốt là ngôi nhà lưng tựa sơn, mặt hướng thủy. Có sơn vững chãi làm chỗ dựa, mạch khí tốt lành đi từ trước ra sau nhà sẽ được cản lại, không thất thoát đi. Trước mặt hướng thủy chính là để sinh khí có thể quần tụ lại trước khi đi vào nhà. Người ta còn nhắc đến tứ linh hay tứ tượng trong phong thủy. Đó là Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ. Tức là bên trái, tả, của nhà là một vách núi cao, vươn dài, như thế của một con rồng xanh, Thanh Long. Bên phải, hữu, của nhà là vách núi vươn xa nhưng thấp hơn, như một con hổ trắng đang rình mồi, Bạch Hổ. Đằng sau nhà là dãy núi lớn, Chủ Sơn, trông giống với hình ảnh một con rùa lớn, trên lưng cõng rắn, Huyền Vũ. Trước mặt là một hòn núi nhỏ, hay Án Sơn, trông giống như con chim Phượng Hoàng, Chu Tước, giúp tránh khí trực xung vào nhà. Xung quanh bốn ngọn núi đó là các mạch nước uốn lượn, chảy vòng quanh, nhằm điều chuyển sinh khí vào trước án minh đường của nhà. Ngoài ra, cần lưu ý Huyền Vũ sau lưng nhà không nên là một ngọn núi đứng độc lập, mà phải là một dãy núi nhấp nhô từ cao xuống thấp. Đỉnh núi cao nhất gọi là Thái Tổ Sơn, rồi đi xuống Thiếu Tổ Sơn. Tiếp theo là Phụ Mẫu Sơn, cuối cùng mới đến nhà, Huyệt Kết. Đây chính là đường long mạch dẫn hướng. Nếu nhà ở cuối đường long mạch là Đại Vượng Cát, gia chủ đông con, sinh nhiều người tài giỏi, làm quan, làm ăn phát đạt, không lo thiếu của ăn của để.